Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mang cái em đẳng cấp là Heroic nha các bạn. Hôm nay mình đã luyện cho chú ấy gọi là được một cái chiêu rất là bá đạo. Và hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về cái tuyệt chiêu mới này nha. Và đây là cái sự kiện Advent nha mọi người. Sự kiện này sẽ mang đến cho chúng ta những em đẳng cấp là Legendary và kể cả Misty luôn. Đâu rồi? Và đây là những chiếc rương may mắn đây các bạn. Đây. Và wow, rất là đẹp nha. Con này hệ nước các bạn. Con này hệ nước. Ok, không để mọi người chờ đợi lâu nữa nên chúng ta sẽ vào trận luôn thôi nào. Ây cha cha, mình đang cần một cái oh my god, lấm tiền. Ây da, càng dễ sợ. Mình thấy rõ ràng luôn, hai cái rơi xuống ba chi không biết nữa, làm nó mất cái năm của mình. Nếu mình kéo nhẹ qua cái là được một cái năm nữa rồi. Đáng ghét ghê ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại nha. Hiện tại mình đang có được 49 điểm. Đó, cứ từ từ mà thông thả luôn. Chơi cái sự kiện này thì anh em mình cần phải kiếm những 4 hoặc 5 thì nó sẽ kiếm được nhiều điểm hơn nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại. Hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về thành viên ấy. Cho nên bây giờ chúng ta ra làm việc luôn nha. Đó, cho nó nổ một cái nhẹ đi rồi đi. Rồi. Và còn một cái sự kiện mé bên đây nữa mọi người ơi. Một sự kiện cũng không kém phần hấp dẫn. Hiện tại mình đang có được 149 điểm. Mình nên di chuyển bên cánh nào ta? Cánh dưới hay các bạn? Cánh dưới thì chúng ta sẽ đến nhanh hơn, còn cánh trên thì đi hơi vòng vòng quá. Wow. Rồi, bây giờ thì anh em mình muốn có điểm để chơi thì chúng ta còn phải đi thu hoạch vàng. Thu hoạch vàng hoặc là vào khu vực list để chiến đấu thì các bạn mới có điểm mà chơi nha. Ở đây đó thì là cái hòn đảo nhỏ bé của mình. Như mọi người đều đã biết thì chúng ta còn phải khoan gì? Cái này là khoáng sản và mình cần phải khoan giống như đào vậy. Và đừng quên thu hoạch nha. Không có thu hoạch là sẽ không có cơm ăn đâu đó, đói bụng đó. Ok. Bây giờ đã được 1000 mấy rồi, đây là tốn 2000 điểm lận, mình vẫn không đủ điểm. Rồi, không đủ điểm thì anh em mình lại. Và bây giờ anh em mình sẽ vào tới cái khu vực list nha mọi người. Đây. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ mang cái em cá sấu đây rồi, tuyệt chiêu mới luyện của chú ấy, cùng đi đại chiến trong khu vực list cho vui. Và chúng ta sẽ thấy được sức mạnh của bé này như thế nào sau khi luyện trong lò bát quái ra nha mọi người. Wow, dường như là con này quá mạnh các bạn à. Alexander một sao vàng, level 40, nó dường như là rất là căng luôn á. Không phải căng thường đâu, cái này là dữ dằn lắm luôn các bạn ơi. Wow, 11. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhả nhẹ một cái nữa nha. Wow, dân đi. Và tuyệt chiêu đến từ trâu mũi khoan, một mình anh ấy sẽ phải cần 2. Không quá là khó khăn đối với bé trâu. Oh my god, bạn này đang được đam, lượng sát thương khá căng các bạn à. Chỉ với 2 hit thôi, nó lấy hơn 100.000 máu của mình. Wow. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh bạn level 80 để xem coi có điều gì thú vị ở đây. Một pha tuyệt chiêu được luyện là tuyệt chiêu nước nha. Và các bạn hãy xem đây, nó lên tới 1950 điểm nha các bạn. 1950 điểm. Wow. Nếu mà mình gõ một cái. Nhưng mà mình muốn cho cái con này ăn để nó kiếm điểm các bạn ơi. Cần con này nó mạnh lên để có thể vào cái khu vực. Oh my god, nhưng mà không đánh nổi rồi. Đáng ghét dễ sợ.
Wow, quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ cho các em cá sấu lao ra nha các bạn. Từ chiêu được luyện trong lò bát quái, lượng sát thương sẽ được là bao nhiêu đây? 22.000. Wow. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Mobile thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Thì khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui. Lịch ra video vẫn như thường là 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là 2 khung giờ cố định nha các bạn. Chứ là lên YouTube gọi chữ HNT Mobile hoặc là HNT thì các bạn sẽ xem được những cái tập mới nhất luôn. Và ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nào, trận chiến căng não. Wow, 5 sao. Rồi, một pha khều nhẹ, Wolfish. Con này 5 sao luôn các bạn ơi, mạnh quá. Wow, 3 ngôi sao vàng lấp lánh và đây là bé rồng đá. Nếu như mà mình sốc đam thì chỉ với một hit thôi là có thể hạ được bé này rồi. Wow, lên đường 38 và bây giờ chúng ta sẽ đến với anh bạn Kitsune 2 sao vàng. Chào hỏi bé yêu này cái nào. Cái này là hai hit chúng ta mới hạ được. Nhưng mà mình không có cơ hội, không có cơ hội để có thể xài được hai hit. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ lượm chiên. Rồi, một à, cái này là con trai hay con gái vậy man? Này không biết là một cái anh bạn hay là một cái cô nàng. Nhưng mà đội hình thì khá là bình thường. Ở đây thì không có con Heric nào cả. Có một em Legan và một em VR. Con này thì R luôn. Ồ, tính ra đội hình này khá là bèo luôn á. Mình nghĩ đó là với một mình em bé này, Legan này chắc đủ sức để cân luôn cả ba con. Wow, hiện tại thì chúng ta hốt luôn được cả ba các bạn ha. Victory. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu của bé Châu nha. Wolfish. Thành viên Fanado đến từ tên bạn nè. Họ có hai ngôi sao vàng lấp lánh. Con này nó có là Mithy nha mọi người, không phải dạng vừa đâu. Để có con này thì tốn khoảng 1.000.000 á. Nếu như mà chơi sự kiện để sở hữu được bộ 3 luôn, gọi là tốn khoảng 1.200.000 tới 1.300.000. Khá là mắc. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của... Đây, cá sấu. Còn vỏn vẹn hai thành viên ha, thành viên Jules và một anh bạn nữa, Kỳ Lân. Wow, lượng máu mình còn có 12.000 ha. Châu mũi khoan, rồi. Một mình bạn này sẽ cân hai. Ok, khá là nhẹ nhàng rồi các bạn ơi. Victory. Wow. Sau khi đại chiến trong khu vực list xong, anh em mình ra ngoài để mình coi coi nào. Hiện tại thì trên hòn đảo này đang có một cái em khá là dễ thương luôn. Con này là Mithy Legend 4 hệ luôn nha các bạn. Anh em nào mà chưa like thì tranh thủ vào like để sở hữu được bé đó. Còn bạn nào mà chưa có xem về bé đó thì có thể lên YouTube gõ cái tên của cái nhân vật này và thêm chữ HNT vào bên trong. Đây cái tên nè, Ise Hokkei HNT.
Rồi và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.